Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 20. Phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 2 chữ số và bài tập nâng cao môn toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời kem mở sách ra. Trang số 68 nào. Rồi, mình sẽ đến với bài số 1 này. Đúng thì chúng ta sẽ ghi chữ đờ và sai thì sẽ ghi chữ gì? Chữ S này. Đấy, ở đây câu A này. Chúng mình có bao nhiêu? 35 cộng với 46 thì người ta thực hiện bằng 81. Mình sẽ kiểm tra xem đúng hay không này. 5 cộng 6 là 11. Viết 1 nhớ 1. 3 nhớ 1 là mấy? 4. Vậy thì 4 cộng 4 là 8. Như vậy đây là phép tính gì? Đúng nè. Đó. Rồi câu B nè. 47 cộng 28. 7 cộng với 8 bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 4 này nhớ 1 là 5. Vậy thì 5 cộng 2 là 7 nè. Đây phải là số gì? Số 7 các em. Và đây là số 6 này. Nên đây là câu gì? Câu sai nhá. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có 59 cộng 34. 9 cộng 4 13. Viết 3 nhớ 1. 5 nhớ 1 là 6. 6 cộng 3 là 9. Vậy thì đây là phép tính gì? Đúng. Câu D. 63 cộng 27. 3 với 7 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 6 nhớ 1 là 7. Vậy thì 7 cộng 2 là 9. Đây phải là số gì? 9 à. Đó, nên câu này lại là câu gì? Sai. Đây, mình có 2 câu đúng và 2 câu gì? 2 câu sai nhá. Rồi sang bài số 2. Người ta yêu cầu là gì? Tính. Như vậy thì đây là những phép tính cộng thôi. Mình chỉ việc là gì? Dùng giấy nháp đặt phép tính ra. Hoặc em nào có thể thực hiện theo hàng ngang được là tốt nhất. Bởi chúng ta nên tập nhẩm đi. 2 cộng 8 bằng mấy? 10 viết 0 nhớ 1. 5 nhớ 1 là 6. Vậy thì 6 cộng 1 bằng mấy? 7. Như vậy đây sẽ được bao nhiêu? 70 nha. Rồi các phép tính tiếp theo thầy sẽ nhẩm nè. 4 cộng với 6 thì bằng mấy? Bằng 10 viết 0 nhớ 1 nè. 4 này nhớ 1 là 5. Vậy thì 5 cộng 3 thì bằng 8 nè. Được chưa? 23 cộng 27. 3 với 7 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 2 nhớ 1 là 3. Vậy thì 3 cộng 2 là 5. Rồi 29 cộng 31. 9 cộng với 1 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 2 nhớ 1 là 3. Vậy thì 3 cộng 3 bằng 6 này. 45 cộng 25 này. 5 cộng 5 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5. Vậy thì 5 cộng với 2 là mấy? 7 này. Được chưa? Rồi, 67 cộng 13, 7 cộng với 3 bằng mấy? Bằng 10, viết 0 nhớ 1, 6 nhớ 1 là 7, vậy thì 7 cộng với 1 là mấy? 8 này. Dễ không? Quá dễ. Bài 3, tìm chuồng cho thỏ theo mẫu. Tức là gì? Ở trên mỗi một người có con thỏ này đều có các gì? Phép tính. Vậy thì chúng ta xem phép tính đó nó là kết quả của cái chuồng số 43 hay là 80 hay là 63 thì mình nối vào. Đấy, ví dụ 26 cộng 17 bằng 43 này, các em nối đúng vào đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta nhẩm vào đây nhé. 42 cộng 38 này. 2 với 8 bằng mấy? Bằng 10 này. Viết 0 nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5. Vậy thì 5 cộng 3 là mấy? 8 này. Vậy thì con thỏ này sẽ với cái chuồng gì? 80 nè. Đấy, dễ không? Hiểu cách chưa? Rồi, tương tự chúng ta nhẩm ở đây. 4, 9, 13. Viết 3 nhớ 1. 3 nhớ 1 là 4. Vậy thì em 4 với 2 là 6 này. Vậy thì con thỏ này sẽ nối với chuồng 63 ở đây. Được chưa? Đấy, tương tự như vậy thì ba cái chuồng còn lại nè. Em sẽ thực hiện. 66 cộng 14, 64 là 10, viết 0 nhớ 1. 6 nhớ 1 là 7, vậy thì 7 cộng 1 là
8, vậy thì cái chuồng này sẽ, con thỏ này sẽ nối với chuồng 80. Được chưa? Rồi, 17 cộng 26, 76, 13, viết 3 nhớ 1. 1 nhớ 1 là 2. 2 với 2 là mấy? 4 à. Đấy, nó sẽ nối với 4, 43. 15 cộng 48, 58, 13, viết 3 nhớ 1. 1 này, nhớ 1 là 2, vậy thì 2 với 4 là mấy? 6. Được chưa? Đấy, chúng ta đã tìm xong chuồng cho các chú thỏ này nhá. Ổn chưa? Sang bài 4. Một cái đoàn học sinh đi tham quan có 45 bạn nam và 48 nữ. Hỏi đoàn đó có tất cả bao nhiêu? Rất là dễ đúng không? Ví dụ chúng ta có 5 cây viết màu đỏ và 5 cây viết màu xanh thì hỏi chúng ta có bao nhiêu cây viết? Kiểu bài này giống như vậy đúng không? Bài này quá non rồi đúng không? Dựa câu hỏi trả lời, hỏi đoàn đó có tất cả bao nhiêu học sinh, ta sẽ trả lời đoàn đó có tất cả, hỏi bao nhiêu thì mình sẽ trả lời số học sinh là, được chưa? Đấy, bao nhiêu? Lấy số học sinh nam 40-45 cộng số học sinh nữ, hay là cộng các bạn nữ. Rồi chúng ta thực hiện phép tính cộng. 45 này cộng 48 này, 58-13 viết 3 nhớ 1 này, 4 này nhớ 1 là 5, vậy thì 5 với 4 bằng mấy? 9. 93 học sinh. Được chưa? Và chúng mình ghi đáp số như vậy sẽ là 93 học sinh nha. Được chưa? Sang bài số 5, điền cái số nào. Vậy những dạng này thì rất là dễ rồi đúng không? Đừng bạn nói bạn nào không làm được nha. 36 cộng 29 kem nhẩm này, 6, 9, 15 viết 5 nhớ 1. 3 nhớ 1 là 4, vậy thì 4 với 2 bằng 6 này. Giờ lấy 65 cộng 27 này, 5 với 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1 này. 6 này, nhớ 1 là 7 đúng không? 7 cộng 2 thì bằng 9 này. Vậy thì 92 trừ mấy thì bằng 90? Dễ như ăn kẹo đúng không? Trừ gì? Trừ 2. Xong chưa? Đến đây chúng ta đã hoàn thành được tiết số 2. Đừng quên là chia sẻ kênh và video này các em nhé.